Nhân dịp kỷ niệm 70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, nhà thơ Hữu Thỉnh vừa cho ra mắt độc giả Chương ca thơ với tên gọi Giao hưởng Điện Biên. Chương ca thơ Giao hưởng Điện Biên được nhà thơ Hữu Thỉnh khởi bút vào đúng ngày kỷ niệm giải phóng Điện Biên Phủ, mùng 7 tháng 5 năm 2023. Và sau gần một năm, tác phẩm này đã được hoàn thành với bao nhiêu tâm huyết, trí tuệ và cả tinh thần trách nhiệm. Chương ca thơ Giao hưởng Điện Biên gồm 21 chương và 5 phần bình luận bằng thơ, kể về chiến dịch Điện Biên từ những ngày đầu đến lúc kết thúc chiến tranh và cuộc sống hôm nay của vùng đất thiêng ấy. Nhà thơ Hữu Thỉnh đã nhiều lần đọc lại tác phẩm nổi tiếng của đại tướng, tiếp nhận từ đó những giá trị cao quý về vẻ đẹp của anh bộ đội Cụ Hồ, về sự lãnh đạo sáng suốt của Trung ương, của Bác và đặc biệt là thiên tài quân sự của đại tướng Võ Nguyên Giáp. Tác phẩm của đại tướng đã truyền cảm hứng mạnh mẽ để sau nhiều năm suy nghĩ, nhà thơ Hữu Thỉnh đã đi đến quyết định phải viết một cái gì đó về Điện Biên Phủ. Trước khi sáng tác, ông đã nhiều lần lên Điện Biên, đến các địa danh lịch sử, gặp gỡ một số cán bộ, chiến sĩ đã từng tham gia chiến đấu ở Điện Biên. Đọc rất nhiều sách báo trong và ngoài nước, viết về võ công oanh liệt này của quân và dân ta trong thời đại Hồ Chí Minh. Trong trường ca này, tác giả muốn đặt chiến thắng Điện Biên Phủ đúng với hoàn cảnh lịch sử của nó, những suy cảm của một người làm thơ sau độ lùi 70 năm. Ra mắt trong dịp này, Giao hưởng Điện Biên thực sự là một trong những hoạt động văn học nghệ thuật vô cùng ý nghĩa, mang lại nhiều giá trị về tinh thần cho công chúng, khi tất cả đang cùng hướng về Điện Biên với những cảm xúc thiêng liêng và tự hào.